Xin chào mọi người nha. Đấy. Đây là một cặp hoàng yến nha, trống trống mái. Đấy. Đây là cặp chim giống này. Cái này mình gửi về Bà Rịa nha mọi người. Đấy. Đây là gửi về Bà Rịa Vũng Tàu nè. Đấy. Chim giống rất là đẹp, hai con. Đấy. Trưa nay mình gửi thì chắc cũng, nếu mà đi Bà Rịa thì chắc cũng tầm 12 giờ đêm, 1 giờ đêm vậy là đến Bà Rịa nha. Chắc tầm đấy thôi. Đấy. Chim rất đẹp luôn. Đấy. Thì bữa nay thì gửi đâu cũng được hết nha mọi người. Chủ yếu là mọi người có canh nhận được không thôi. Đấy. Còn như gửi đi xa thì đánh bánh xe mọi người không đi lái được thì mọi người nói xe nó gửi Grab lên cho mọi người cũng được. Đấy. Hôm nay nói chung là vận chuyển là rất là dễ dàng nha. Đấy. Cặp chim đẹp không mọi người? Đấy, cặp chim đẹp không? Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, cặp hoàng yến rất là đẹp, trống mái rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu thì liên hệ mình. Chim thì đủ các loại nha. Đấy. Mọi người cần gì thì liên hệ. Hồng, hoàng, thanh, bạch gì đủ hết. Đấy. Rất là đẹp nha mọi người nha. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người. Mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ cho mình. Đấy. Chim thì đây. Chim thì nhiều lắm mọi người. Đấy. Hồng yến nè. Đấy. Hồng yến. Hồng hoàng. Đấy, hoàng. Đây là hoàng hoàng bắt đầu sinh sản rồi này. Đấy. Hồng này mọi người. Đấy, hồng này. Hồng đẹp lắm. Đấy. Để mình quay phía này. Đấy. Đấy, đây là hồng này. Đấy, hồng đẹp lắm. Đấy, chim thì rất nhiều nha. Đủ các loại cho mọi người chọn. Đấy. Đầu bên đây nữa này. Đấy, hồng này. Nhiều lắm mọi người. Đấy, mọi người cần gì thì liên hệ cho mình. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Đấy.